với dạng dạng tốn nó không bao giờ mày ngày trước đặt tiền trên máy có những tiền mua hay chưa có tầm tháp á, nó mua hàng cái tháo cái lỗ trong á, không chỉ có Việt Nam nó chỉ là tập đoàn thôi. Là bao nhiêu mua cái xà lem, như là xà lem là bao nhiêu là chỉ 21 xà lem nhiều lắm, tám xà lem á, mà bao nhiêu là bên Đức Khánh là không mua đó, là nó giao ở đây, là bao nhiêu là 800 một cái. Vừa rồi là thằng Hùng lên cái thằng cái cục của nó lên cái giá này căn mua để trả mọi hôm nay để cái thanh được để cho em này 27 ngàn cả đây mà hôm nay nó tăng cao rồi đó.